Xin chào và chào mừng bạn đã đến với cả kênh YouTube của tôi, và tôi là Đặng Quang Toản, và hiện tại tôi đang là nhà sáng tạo nội dung trên YouTube và đồng thời tôi cũng đang là người đào tạo ở trong lĩnh vực này. Và trong video này thì tôi sẽ hướng dẫn bạn làm như thế nào để bạn có thể setup kênh của bạn vừa chuyên nghiệp, vừa chuẩn SEO và có cái cơ hội được dễ dàng được YouTube đề xuất kênh của mình, được chưa ạ? Và thời gian vừa rồi thì YouTube cũng có cập nhật cái giao diện mới, vì vậy là đã có khá nhiều bạn gặp khó khăn trong việc không biết làm như nào, bấm vào đâu để có thể setup cái kênh YouTube của mình. Thì ở đây là cái video hướng dẫn mới nhất, cập nhật mới nhất ở cái thời điểm tháng 8 năm 2021. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào cái nội dung chính của video này. Việc đầu tiên là bạn hãy mở cái kênh YouTube mà bạn vừa tạo ra, mà bạn đang muốn setup lên, được chưa ạ? Thì đây là cái kênh YouTube tôi vừa mới tạo ra để làm demo hướng dẫn cho các bạn. Thì khi mà vừa tạo ra một kênh YouTube mới thì nó như thế này, nó chẳng có cái gì cả. Và tôi sẽ hướng dẫn bạn làm như nào để bạn có thể tạo ra một cái kênh YouTube kiểu nó như thế này, được chưa ạ? Nó sẽ trông như thế này. Và đồng thời tôi cũng sẽ hướng dẫn bạn setup và cài cắm những cái thứ ở bên trong kênh giúp cho cái kênh của bạn được chuẩn SEO cũng như là dễ dàng được ăn đề xuất bởi YouTube, được chưa ạ? Rồi, việc đầu tiên bạn hãy quay lại cái kênh mới mà bạn đang cần 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 setup, được chưa ạ? Đầu tiên bạn hãy bấm vào tùy chỉnh kênh như tôi. Ok, và ở phần này tôi muốn lưu ý bạn một chút rằng là trong cái kênh mới này thì tôi chưa có đăng tải một video nào cả, vì vậy sẽ có một số chỗ, một số cài đặt mà tôi chưa thể cài đặt ở đây được ngay, bởi vì là những cái cài đặt đó nó cần phải có video trên kênh thì bạn mới setup được, được chưa ạ? Nhưng tôi vẫn sẽ hướng dẫn bạn để bạn khi mà bạn đăng tải video lên kênh rồi thì bạn sẽ quay lại và bạn cài đặt những cái thứ đó, được chưa ạ? Rồi, ok, đầu tiên ở phần bố cục này thì bạn hãy nhìn xuống dưới này cho tôi. Ở đây có phần video giới thiệu cho kênh, giới thiệu kênh cho người chưa đăng ký và video nổi bật dành cho người đăng ký cũ. Đó thì khi mà bạn đăng tải video lên mới lên có video trên kênh rồi thì bạn có thể bấm vào đây và bạn chọn cái video của bạn. Đó, lúc đấy bạn có video rồi nó sẽ suộc những cái video của bạn ra đây. Thì bạn lựa chọn ấn vào một video và chọn là xong. Ok, thì hai cái phần này khi nào bạn có video thì bạn quay lại để cài đặt nha bạn nhé. Rồi, các phần thêm vào này thì bạn hãy lựa chọn cho tôi, bạn bấm vào thêm vào phần kênh này, sau đó bạn chọn phần video tải lên này, video tải lên phổ biến này, video ngắn. Nếu như mà kênh bạn có định hướng làm video ngắn thì bạn chọn cái này, còn nếu không video bạn không có mục đích làm video ngắn thì bạn không cần chọn cái đó. Ok, nếu như bạn có cái định hướng là sẽ phát trực tiếp trên kênh YouTube của bạn thì bạn lựa chọn cái ba cái dưới cùng này. Ok ạ, đăng trực tiếp này, sự kiện trực tiếp này và cái dưới này, tức là bạn chọn tất cả cái phần trên, được chưa ạ? Rồi ở dưới này bạn hãy lựa chọn cho tôi là những danh sách phát đã tạo. Ok, ở cái phần kênh này thì mục đích chính là khi mà bạn có nhiều kênh á, thì bạn có thể lựa chọn hai cái phần ở phần kênh này để bạn giới thiệu. Mục đích là để giới thiệu cái kênh mới cho những cái khán giả cũ ở của cái kênh cũ này được biết, được chưa ạ? Thì ở cái phần này khi nào bạn có kênh nhiều kênh thì bạn lựa chọn phần này nha. Rồi ok. Rồi khi mà cài đặt xong ở phần này như vậy là ok rồi, thì bạn chuyển sang phần xây dựng thương hiệu. Đó, ở phần xây dựng thương hiệu này thì bạn cần setup lên ba cái ảnh. Thứ nhất là ảnh đại diện cho kênh, cái avatar của kênh. Thứ hai là ảnh bìa và thứ ba là cái ảnh kêu gọi đăng ký ở đây, được chưa ạ? Rồi, ở phần này thì bạn hãy tải lên ảnh avatar, bạn lựa chọn ảnh avatar của bạn được chưa ạ? Đó, đây là ảnh avatar mà tôi muốn cài. Rồi, cái phần này là ảnh bìa. Đương nhiên bạn cần phải chuẩn bị trước ảnh avatar và ảnh bìa của mình, được chưa ạ? Rồi, ok. Bạn lựa chọn, đây tôi lựa chọn cái ảnh này. Xong. Đó. Ok, và phần này cũng vậy, bạn hãy lựa chọn một cái ảnh. Hãy lên trên Google gõ một cái ảnh là đăng ký thì nó sẽ liệt kê ra những cái ảnh đăng ký cho bạn, và bạn việc của bạn là hãy tải một cái ảnh về và thêm vào đây, được chưa ạ? Ấn xong rồi, và chỗ phần này thì bạn có những cái lựa chọn, đó là hiển thị ở cái lúc nào thì hãy lựa chọn là toàn bộ video nhé. Rồi, tiếp theo bạn sẽ sang phần thông tin cài đặt cơ bản này. Phần này thì bạn hãy viết cái lời giới thiệu kênh của bạn vào đây, bạn hình dung ạ. Ví dụ bạn có thể chào mừng bạn đến với kênh YouTube của tôi chẳng hạn. Đây là kênh
chia sẻ kiến thức ABCXYZ gì đó, tùy theo cái nội dung của bạn là gì. Thì đây là cái phần mà bạn giới thiệu với khán giả, được chưa? Đây là giới thiệu với khán giả về kênh của bạn là như thế nào, kênh của bạn là gì, về chủ đề gì, giúp được khán giả cái điều gì. Đó, đấy là cái phần mà bạn cần điền vào đây, được chưa? Tôi sẽ không viết dài ra nữa để cho tránh cái video này bị dài quá, được chưa? Rồi, sau đó tôi copy cái phần nội dung này, được chưa? Tôi nên Google dịch. Google dịch. Google dịch. Đó, sang tiếng Anh và tôi chọn tiếng Anh, được chưa? Rồi sau tôi copy cái dòng văn bản bằng tiếng Anh này. Đó. Sau đó là đây là tiếng Việt này. Đây là tiếng Anh. Đó. Đây là vẫn là toàn YouTube, được chưa? Rồi. Cái này. Đó. Sau đó tôi ấn xong, được chưa? Tức là chúng ta hãy chuyển chuyển tiếng Việt sang tiếng Anh ạ, để mục đích là nếu khán giả nước ngoài họ bấm vào thì nó sẽ hiển thị tiếng Anh và sẽ tiếp cận được nhiều khán giả hơn, được chưa ạ? Rồi, ok. Đó. Rồi, và bạn cũng có thể là dịch sang nhiều ngôn ngữ khác nhau, được chưa ạ? Bạn đây là tiếng Anh, bạn có thể dịch thêm nhiều ngôn ngữ khác. Ok. Còn đây là cái đường link của kênh, được chưa ạ? Đường link kênh YouTube của bạn thì việc của bạn là hãy copy cái đường link này lên trên này, được chưa? Sau đó hãy nhớ là thêm dòng này vào cho tôi, hỏi chấm sắp, xít trừ, xít gạch gạch dưới đó, confirmation bằng một nha. Đó, và bạn có chọn lại tất cả và bạn nhấn Ctrl C để copy đó. Sau đó là bạn kiểm tra cái link này bằng việc là ấn Enter. Đó, nếu mà nó ra hiển thị ra cái việc cái ô vuông kiểu như này để yêu cầu đăng ký đó, kêu gọi đăng ký đó, thì là cái đường link nó đúng. Và bạn hãy quay lại, khi mà đường link đúng rồi bạn hãy quay lại đây. Ok, sau đó bạn hãy bấm vào phần thêm đường link liên kết ở đây và bạn có ở đây, điền ở đây là đăng ký kênh. Rồi, sau đó bạn hãy dán cái đường link của bạn vào đây, đường link mà bạn vừa copy đó. Ok, rồi ví dụ như bạn có website thì bạn thêm website của bạn vào đây, được chưa ạ? Website thì bạn thêm website của bạn vào đây. Ok, ví dụ tôi có website, của website của tôi là đặngvantoan.com, được chưa ạ? Đó, đây là website của tôi. Tôi copy đường link website, sau đó là quay lại đây, dán vào đây, được chưa ạ? Rồi, rồi là ví dụ như bên Facebook hay Twitter hay là Instagram thì bạn làm tương tự bạn nhé. Hãy copy cái đường link và đường link của những cái mạng xã hội đó và ấn vào đây, được chưa? Rồi ở dưới này, phần này bạn để nguyên, phần dưới này thì bạn hãy điền cái địa chỉ email của bạn vào nhé, để cho ví dụ ai đó muốn liên hệ với bạn để trao đổi một cái điều gì đó, hoặc là những nhãn hàng sau này có thể muốn họ muốn làm việc hay là muốn book bạn để quảng cáo cho sản phẩm dịch vụ của họ thì họ sẽ liên hệ với bạn qua email. Đó, ví dụ như vậy, ok được chưa ạ? Đó, thì sau khi bạn làm những cái bước này xong rồi thì bạn hãy bấm vào xuất bản. Ok, đã xong rồi, bạn hãy quay lại xem kênh nha. Đó, bạn nhìn thấy không ạ? Vậy thì cái kênh của bạn đã được trang trí được bởi những cái mà chúng ta vừa setup ở đây, được chưa ạ? Ảnh này, ảnh bìa này, rồi là những phần đăng ký, rồi website, được chưa ạ? Rồi bây giờ thì hãy làm những bước tiếp theo. Bạn hãy bấm vào phần cài đặt này. Sau đó ở phần cài đặt chung thì đơn vị tiền tệ bạn để nguyên là đô la Mỹ. Rồi kênh. Đối xuống phần kênh này thì bạn hãy lựa chọn những thứ như sau. Ở quốc gia cư trú thì nếu như bạn ở Việt Nam thì bạn chọn Việt Nam. Rồi nếu như bạn ở nước khác, nước bất kể nước nào thì bạn hãy chọn nước mà bạn đang ở, được chưa? Ok, xuống cái phần thẻ tác kênh này là cái phần từ khóa kênh, là một phần khá quan trọng mà bạn cần phải điền. Thì bạn cần phải điền cái tên kênh của bạn ở đây, à, toàn YouTube đúng không ạ? Đó, và bạn có thể điền những cái từ khác liên quan mà bạn muốn khi khán giả gõ những cái từ đó nó hiển thị ra cái kênh của bạn, được chưa? Ví dụ như là tôi thấy rằng nhiều khán giả sẽ có không dấu đúng không ạ, toàn YouTube. Đó, rồi là Đặng Quang Toàn. Đó, đó, rồi là Toàn Đặng, bởi vì nhiều người cũng hay gọi tôi là Toàn Đặng, được chưa? Ví dụ như vậy,
Đó thì mục đích là cái chỗ này là cái mà bạn cần điền vào tên kênh của bạn cũng như là những cái từ khóa liên quan mà bạn muốn khán giả khi mà gõ gõ thì nó sẽ hiển thị ra kênh của bạn được chưa? Tôi nhắc lại một lần nữa. Rồi, sau đó là bạn hãy chuyển sang phần cài đặt nâng cao. Ở đây thì bạn cần cài đặt cái chỗ này. Nếu như kênh của bạn là chuyên dành cho trẻ em nhé, thì bạn cần phải chọn ở đây. Còn nếu như kênh của bạn mà không không tức là tất cả nội dung không dành cho trẻ em thì bạn chọn ở đây. Còn nếu như kênh của bạn là một kênh mà không chắc là nội dung nó có bao gồm cả nội dung nọ nội dung kia thì bạn lựa chọn ở đây, là tức là bạn sẽ xem xét cho từng video khi mà bạn đăng lên, được chưa ạ? Đó thì đa phần chúng ta sẽ lựa chọn phần này. Rồi sau đó là phần liên kết với Google Google Ads này, thì cái này tạm thời bỏ qua, bởi vì cái này khi nào các bạn có tài khoản Google Ads, tức là tờ tài khoản chạy quảng cáo Google đó, thì bạn sẽ liên kết sau. Rồi cái phần phụ đề tự động này thì bạn có thể bật hoặc không nhé, cái này không quan trọng lắm. Đó, rồi cái phần hiển thị số người đăng ký kênh của bạn, nếu như bạn không muốn hiển thị cái số lượng người đăng ký kênh của bạn thì bạn tắt cái này đi, còn nếu như bạn muốn thì bạn bật nó lên, được chưa ạ? Ok, cái phần dưới này để nguyên các bạn nhé. Rồi tiếp theo chuyển sang cái phần điều kiện sử dụng tính năng. Đó, phần điều kiện sử dụng tính năng này thì các bạn đều phải bật lên nha các bạn nhé. Cái phần này đã bật rồi, ok. Rồi cái phần này là cái phần tiếp theo rất quan trọng. Bạn cần phải xác minh cái kênh của bạn thông qua một số điện thoại của bạn, được chưa ạ? Bạn bấm vào đây, rất đơn giản thôi. Khi mà bạn xác minh ấy, thì bạn mới có thể đăng video dài hơn 15 phút được. Rồi là hình thu nhỏ tùy chỉnh, rồi là phát trực tiếp, rồi là các cái khiếu loại khác, được chưa ạ? Nó cái lợi ích của việc bạn khi bạn xác minh là ở đây. Và việc chúng ta là bắt buộc chúng ta làm kênh thì chúng ta cần phải xác minh số điện thoại rồi. Đó thì cái việc xác minh rất đơn giản nhé các bạn nhé, bạn chỉ cần bấm vào phần xác minh số điện thoại ở đây. Đó, sau đó cái phần trên này bạn xác minh bằng gửi tin nhắn văn bản nhé, lựa chọn mặc định của nó ở đây rồi. Sau đó chọn quốc gia, bạn điền số điện thoại của bạn đang dùng vào đây. Đó, số điện thoại bạn đang dùng nhá. Và ở đây thì tôi sẽ không điền cho các bạn xem nữa, bởi vì là cái số điện thoại của tôi đã đạt giới hạn xác minh rồi. Và một cái số điện thoại thì có thể xác minh được vài kênh đó. Đó, nhưng mà không xác minh được quá nhiều bởi vì nó sẽ có giới hạn, và cái số của tôi thì đạt đến giới hạn rồi, cho nên tôi sẽ không hướng dẫn trực tiếp các bạn cái này được. Và các bạn cũng không phải lo rằng là mình kênh cái số của mình đã đạt giới hạn chưa. Các bạn cứ điền số của bạn đi, thì khi mà cái kênh cái số điện thoại của bạn ấy, nó đạt giới hạn xác minh nhiều kênh rồi ấy, thì nó sẽ thông báo về là cái số của bạn đã đạt giới hạn và không có nguy hại gì cả, thì lúc đấy bạn cần phải chuyển số khác thôi. Đó là cái phần này tôi muốn lưu ý các bạn, thì các bạn xác minh chỗ này nha, rất là đơn giản thôi, chỉ cần điền số điện thoại, bấm vào nhận mã và đợi mã gửi về, điền mã vào cái khung xác minh và ấn xác minh là ok, không có gì rắc rối chỗ này cả. Rồi ok, và như sau đó thì bạn cái phần kênh này đã xong, bạn ấn lưu vào cho tôi. Rồi tiếp tục bạn bấm lại cài đặt này. Đó, và bạn bấm tiếp xuống cái phần dưới là chế độ mặc định cho video tải lên. Và cái phần này bạn cần phải lưu ý cho tôi cái phần mô tả. Mô tả thì chúng ta thường có những cái thứ cần tải lên, bạn cần mặc định, tức là mặc định cho video tải lên, tức là nó sẽ mặc định cho tất cả những video sau này bạn tải lên, video nào thì nó đều chứa những cái thứ này. Bạn cài đặt ở đây, được chưa? Thì ở phần này bạn cần lưu cho tôi, bạn cần cài đặt cái phần mô tả, được chưa? Mô tả này bạn cần điền cho tôi những thứ như là thông tin liên hệ này, tin liên hệ. À, ok, rồi là bạn điền ở đây nhé, nhớ phải điền điền thông tin liên hệ của bạn, và rồi là mạng xã hội của bạn, mạng xã hội của bạn đó. Đó, rồi là ví dụ bạn có thể thêm cả những cái rồi là những cái đăng ký kênh này, đăng ký kênh nha, đăng ký kênh, cái này rất quan trọng. Bạn cần phải chèn cái đăng ký kênh của bạn ở đây, và cái đăng ký kênh chính là cái mà lúc nãy cái đường link lúc nãy đó. Rồi bạn bây giờ bạn cần phải ra lại kênh này, rồi bạn bấm vào đây, bấm chỗ cột chuột phải vào cái chỗ lúc nãy đây này, cái chỗ mà chúng ta vừa tạo ra, chuột phải vào đây, sao chép địa chỉ liên kết. Rồi sau đó bạn hãy bấm vào đây đó, được chưa? Đó, cái đường link dài, nếu đường link dài quá thì bạn cần rút ngắn địa cái đường link đi bằng việc là bấm vào bit.ly. Rồi, và bạn rút ngắn cái đường link đó của bạn đi. Ok, và bạn paste cái đường link dài vào đây, và bạn ấn shorten.
Vậy là bạn có đường link ngắn rồi, đẹp hơn rất nhiều đúng không ạ? Sau đó bạn ấn copy và chúng ta sẽ thay cái đường link ngắn vào đây, được chưa ạ? Rồi đó, như vậy là có đường link đăng ký kênh rồi. Là bạn cần phải thêm vào những cái danh sách phát, nội dung kênh, hoặc là bạn ghi ở đây là những chủ đề mà bạn chia sẻ. Đó, thì bạn cần thêm những cái chủ đề mà bạn chia sẻ vào đây. Thì những cái phần dưới này đều là những cái danh sách phát bạn nha. Bạn cần phải tạo ra những danh sách phát ở những cái danh sách phát ở những chủ đề khác nhau. Và ở phần này thì tôi khuyến nghị các bạn là bạn để dễ thì bạn có thể vào kéo xuống luôn cái phần mô tả của video bạn đang xem bây giờ, tức là cái video này, và xem cái phần tôi cài đặt ở phần mô tả của tôi như thế nào, thì bạn có thể cài đặt tương tự như vậy, và tùy vào mục tiêu, mục đích của bạn ở phần mô tả này, được chưa? Và có một phần quan trọng ở đây là tôi lưu ý các bạn là các bạn phải để cái đường link đăng ký kênh ở đây, được chưa? Bạn có thể để một đường link hoặc là để hai ba đường link khác nhau ở những chỗ khác nhau để cho gia tăng cái tỷ lệ người đăng ký ở trên kênh của bạn, được chưa? Ok, cái phần dưới thì bạn có thể là lựa chọn không công khai hoặc là công khai, hoặc là tùy chọn, được chưa? Cái chỗ này không cần phải chọn gì cả. Ok, xuống phần thẻ và từ khóa là những cái phần là cái phần rất quan trọng mà bạn cần phải lưu ý đến. Thẻ ở đây là những cái thẻ mà bạn muốn rằng nó sẽ đi xuyên suốt tất cả cái video của các bạn đều có cái chứa cái thẻ này, và cái phần này là cái phần mà bạn cần phải có để nó làm mục đích, nó sẽ làm một phần đóng góp rất lớn vào việc giúp cái video của bạn gắn kết với nhau về nó có thể tăng cái lượng đề xuất trong kênh của bạn. Ok, vào cái phần thẻ này thì bạn hãy điền những cái thẻ mà bạn vừa cài ở ở kênh, thẻ tức là thẻ kênh đó, từ khóa kênh vào đây. Đó. Rồi là tôi muốn lưu ý các bạn là bạn cần một cái thẻ mà nó đặc biệt của riêng bạn mà không có kênh nào đang sử dụng. Tôi sẽ dùng một cái từ khóa thẻ từ khóa này, được chưa? Dùng một từ thôi, không nên dùng những cái từ khóa đặc biệt quá nhiều. Cái điều đó nó sẽ không tốt cho kênh của chúng ta. Hãy dùng một từ ở chỗ này để giúp gia tăng cái lượng liên kết những video của chúng ta với nhau. Ok, và như vậy là xong phần thông tin cơ bản, và bạn hãy chuyển sang cài đặt nâng cao. Nâng cao ở đây thì bạn hãy lựa chọn cho tôi ở cái phần này, đó là cái kênh của bạn đó, nó thuộc cái chủ đề nào thì bạn hãy lựa chọn ở đây, được chưa ạ? Ví dụ như là cái kênh của tôi nó thuộc về chủ đề về giáo dục hay là về hướng dẫn chẳng hạn, thì tôi lựa chọn ở đây. Đó, tôi để lựa chọn là giáo dục, được chưa ạ? Rồi là cái phần này bạn sẽ lựa chọn ở đây, ví dụ như là ngôn ngữ video, bạn có thể lựa chọn ví dụ như là ngôn ngữ của video của tôi là tiếng Việt thì tôi để tiếng Việt. Ngôn ngữ của cái phần này cũng là tiếng Việt tất thì tôi để tiếng Việt tất, được chưa? Tùy bạn bạn làm chủ đề của cho nước nào, hoặc là bạn làm chủ đề về nội dung tiếng nào thì bạn lựa chọn đấy, được chưa? Ok, cái phần dưới bạn sẽ giữ nguyên và sau đó bạn hãy bấm lưu. Rồi, và chúng ta bấm lại cài đặt để xem còn cái thứ gì chúng ta cần cài đặt nữa không. Rồi, và phần quyền. Ok, phần quyền này thì bạn có thể set up cái người quản lý kênh của bạn. Thì khi mà kênh của bạn là kênh thương hiệu, kênh nhánh, kênh phụ á, thì bạn có cái phần này, được chưa? Còn đâu nếu kênh của bạn mà là không phải kênh phụ, là kênh gốc ấy, kênh ở mail gốc thì nó sẽ không có cái phần này. Đặc biệt nữa thì là những cái có YouTube có một cập nhật mới nữa là cái việc bây giờ tạo các bạn không không tạo được kênh phụ nữa rồi. Đó, thì các bạn sẽ khả năng lớn là các bạn sẽ không có cái phần này đâu. Ok, rồi. Và cái này nó cũng không quá quan trọng, và bỏ qua phần này, chúng ta sẽ xuống phần cộng đồng để xem có gì cần cài đặt. Ở phần cộng đồng này thì bạn có thể cài đặt là những người kiểm duyệt này, bạn có thể thêm một cái người nào đó kiểm duyệt cái phần tin nhắn của bạn ở trên cộng đồng, cái comment đó, hoặc là thêm họ vào để họ có thể bạn nhìn ở đây này, đó, những cái này nó chú thích luôn cho các bạn xem này, chức năng của từng cái nó như nào, đó, bạn có thể thêm ở đây nhá, cái này bạn sẽ tùy chỉnh, được chưa ạ? Ví dụ bạn thêm cái người nào bạn muốn chặn ai, bạn muốn thêm người nào, rồi là những cái từ khóa mà bị chặn bị giữ lại đó, đó thì bạn hãy điền những cái từ khóa đó vào đây, được chưa? Cái này là cái mà giúp cho bạn làm cho cái cộng đồng của bạn, những cái người comment đó, nó được sàng lọc cái tin nhắn, sàng lọc nội dung. Ví dụ có ai đó nhắn liên quan đến từ chửi bậy nào đó thì bạn
liên quan bạn ghi cái từ chửi bậy vào đây thì tức là bất kể một ai comment nào có từ chửi bậy thì đó thì nó sẽ lọc vào cái mục là để cho bạn xem xét, được chưa? Đó rồi là bạn có thể tích chọn vào chặn đường link liên kết này. Khi bạn tích vào đây thì những ai mà comment có cái đường link liên kết hay là có hashtag gì đó thì nó sẽ giữ lại cho bạn xem xét, được chưa? Rồi. Và sang phần mặc định. Ok, ở phần mặc định này thì bạn tích vào đây. Đó, rồi, sau đó là bạn lưu vào. Rồi, và quay lại xem còn gì nữa không, một phần thỏa thuận này. Phần thỏa thuận này thì bạn không cần phải cài đặt gì cả. Ok, và với những bước tôi vừa hướng dẫn bạn cài đặt như vậy là bạn đã có thể cài đặt được kênh YouTube của bạn có cái bố cục rất chuyên nghiệp, cũng như là được cài đặt ở bên sâu bên trong, được chuẩn SEO để từ đó có được cái đánh giá tốt trong cái thuật toán của YouTube. Và đó là những gì mà tôi muốn hướng dẫn bạn và chia sẻ với bạn ở trong nội dung video này. Và nếu như bạn thấy những cái nội dung này hữu ích với bạn thì đừng quên là ủng hộ tôi bằng việc like video này và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh, sau đó là bấm vào quả chuông, bởi vì tôi sẽ còn quay lại với nhiều nội dung hữu ích hơn nữa giúp bạn kiếm tiền trên YouTube. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt.